Chào bạn, hôm nay mình về một đồi loa vanity thiết kế rất là độc đáo, đặc biệt sang trọng. Đây là cái dòng loa mà rất là nổi tiếng của Mỹ. Vanity hiện nay vẫn còn sản xuất và những cái đời loa high-end của nó lên đến cả vài trăm triệu đến cả tỷ. Thì Vanity mình giới thiệu các bạn hôm nay là model 1. Đây là khởi đầu của huyền thoại Vanity. Với cái thiết kế loa cây và lưới bao quanh, một cái loa bass 23 và một loa trep nằm ở trên đỉnh, thì cặp loa này nó rất là xứng đáng để các bạn bố trí trong văn phòng khoảng 30 mét vuông, và chúng ta chơi các thể loại nhạc như là nhạc vàng, nhạc trữ tình và nhạc acoustic, nhạc đồng quê rất là hay. Loa được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ. Thực ra loa này chúng ta quay thì cũng không có gì để nói, chủ yếu các bạn xem cái hình mình có để bên cạnh bên trong của loa, thì nó chỉ một bass 22 và một cái loa trep nằm ở trên đỉnh. Vanity model 1 thì nó sẽ có cái thông số kỹ thuật như sau. Đây, để mình quay phía sau cho bạn nhìn đã. Nó phía sau nó có một cái nấm chỉnh cái tần số cao. Tần số cao nha các bạn. Cọc gắn dây loa là cọc bắp dưới. Độ nhạy của nó là 91 dB. Công suất là 100W trở kháng là 8 Ω. Như giá ở thị trường ở bên Tây thì nó đang bán là khoảng 13 triệu này, bên eBay này, nhưng mà giá mình bán chỉ 12 triệu thôi. Các bạn nhìn cặp loa thế này nó xấu quát xấu đuôi luôn đó, 13 triệu 900 đó. Đây là cặp loa rất là hiếm nha, lâu lâu mới có một cặp, cũng rất mình bán cặp rồi. Hôm nay còn một cặp này, có một cặp này mới về thì giới thiệu luôn các bạn. Chiều cao là 20, chiều ngang là chiều sâu là 26, chiều ngang là 31 và chiều sâu là 92, chiều cao là 92. Không biết nó nặng bao nhiêu nhưng mình nghĩ chắc còn khoảng 20 kg, khoảng khoảng đó. Tại vì mình không có cái cân ở đây. Nó có hai những cái trụ ở đây đó. Rất là cứng chắc. Không phải là đây là cặp loa cổ mà nó sản xuất như vậy, mà lên đời Vanity 2, Vanity 3 thì nó cũng là vậy luôn. Vanity 3 nó mới sản xuất đây thì nó cũng sản xuất kỳ vậy. Đó là cái kiểu dáng trung thành của dòng loa Vanity. Sau này những dòng loa high-end thì nó bỏ cái vải này mà nó làm bằng lưới acan rồi. Rồi, đôi loa có mức giá là 11 triệu rưỡi nha các bạn. 11 triệu rưỡi, hồi nãy mình nói nhầm là 12 triệu, xin lỗi, 11 triệu rưỡi, 11 triệu rưỡi nha. Thì bây giờ mình sẽ test cho bạn một bản nhạc vàng. Bên mình có bán nhạc chất lượng cao chép sẵn, các bạn mua về có thể chơi qua ổ cứng, chơi qua tivi hoặc là chơi qua đầu dây mã như thế này. Đây là cái ổ cứng là 2 triệu, còn USB là 800 ngàn. Ổ cứng thì nó chứa được nhiều hơn USB, tùy nhu cầu của các bạn mà sử dụng nha. Mình sẽ phát qua cái đầu bài N50A này với mức giá là 16 triệu rưỡi. Loa thì còn rất là đẹp nha. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhắc đến từ Nguyễn Hùng Audio nha. Nhắc lại các bạn là đôi loa này là một đôi loa hai đường tiết, một bass 22 và một bass 23 và một loa trep. Loa có cái công suất là 100W trở kháng 8 ohm, độ nhạy 91 dB.
trời làm cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ.
phút nữa thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui hơn đời, kể lại thơ nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lòng lòng chiều mưa nhớ ai, biển xanh vắng xanh ngồi đi sâu đường. Rồi sao?